Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Thời gian của SNSD dù không phải visual của nhóm nhưng vẫn luôn làm K-net trầm trồ về nhan sắc của mình. Bước qua tuổi 32, Thời gian giữ được nét trẻ trung là nữ idol Gen 2 có thể đánh bại nhan sắc của thế hệ Gen 3. Trên ấn phẩm tạp chí Nhật Bản mới đây, Thời gian tiếp tục làm ngây ngất lòng người vì nhan sắc quá xinh đẹp. Phong thái tự tin của một nữ thần tượng trải qua nhiều giai đoạn ở Thời gian là điều không phải ai cũng có được. Vừa qua thì Thời gian của SNSD xuất hiện trên ấn phẩm tạp chí Anan của Nhật Bản số 2227. Nữ thần tượng thể hiện phong cách đậm chất sang chảnh khi diện chiếc váy đen kẻ sọc phối cùng áo khoác len trắng. Hai sắc màu đơn giản hòa vào nhau tôn lên khí chất của nữ thần tượng. Lần xuất hiện này thì Thae Yeon còn đơn giản hóa phong cách khi chọn kiểu tóc cột gọn, phần mái giúp gương mặt cô trẻ trung hơn. Lối trang điểm của giọng ca chính SNSD cũng nhẹ nhàng tạo sự dễ chịu cho người nhìn. Khí chất tỏa ra từ cô idol Gen 2 chiếm trọn tâm điểm. Bộ ảnh mới của Thae Yeon vừa được tung ra đã làm người hâm mộ đứng ngồi không yên. Chiếc visual của cô nàng được fan miêu tả bằng cụm từ sang xịn mịn, không có điểm nào để chê. Dù đã đi qua thời hoàng kim của Gen 2 nhưng Thae Yeon vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình. Sự xinh đẹp động lòng người của Thae Yeon cũng là điều khiến người hâm mộ tự hào. Fan còn khẳng định Thae Yeon càng ngày càng xuất sắc khi khó idol nữ nào dám chơi chung. Có thể nói Thae Yeon dù ở thời điểm nào cũng là cái tên không hạ nhiệt. Tài năng và ngoại hình của cô luôn được K-net khó tính công nhận. Tiếp tục là một thông tin khác. Trở thành một idol là việc không hề dễ dàng. Nhất cử nhất động của các thần tượng đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát ngôn hoặc thực hiện. Chưa kể đến những hành động xung quanh đời sống, chỉ riêng việc biểu diễn trên sân khấu cũng khiến cho các idol phải căng thẳng tột độ. Đơn cử là trường hợp của Na Yeon Twice. Câu chuyện được cô nàng tiết lộ trong chương trình Radio Star mới đây nhận được sự chú ý lớn của khán giả. Cụ thể khi MC hỏi về việc liệu Na Yeon đã bao giờ khóc vì mắc lỗi khi biểu diễn chưa, ngay lập tức câu trả lời của nữ idol sinh năm 1995 là có. Na Yeon bộc bạch: có một lần khi em tham dự tour diễn tại Nhật Bản, tai nghe của em bị hỏng ngay lúc bắt đầu, do đó em không thể theo dõi giọng hát của chính mình. Em biểu diễn trong trạng thái căng thẳng tột độ và chỉ thả lỏng vào tiết mục kết màn. Em đã nghĩ mình làm được rồi. Dù là sự cố ngoài ý muốn nhưng việc tai nghe không hoạt động đã có tác động rất lớn đến tinh thần của Na Yeon. Tưởng chừng mọi việc sẽ dừng lại ở đây nhưng không. Điều khiến cho Na Yeon thực sự bùng nổ và đã òa khóc nức nở sau khi buổi biểu diễn kết thúc, đó chính là hành động cầm mic ngược của nữ idol. Na Yeon nhớ lại, cuối cùng em cầm ngược micro. Thấy thế em liền nghĩ hôm nay tinh thần mình sẽ suy sụp. Nghĩ như vậy em lập tức rơi nước mắt. Đây cũng chính là yếu tố khiến cho cảm xúc của nữ thần tượng đạt lên đỉnh điểm. Chia sẻ của Na Yeon càng khiến cho người hâm mộ càng yêu thương cô nhiều hơn. Khi bước lên sân khấu, khán giả chỉ đánh giá bề nổi và anti-fan sẽ tìm ra những điểm sai sót để chỉ trích nghệ sĩ thật tệ. Cũng vì lý do này đã khiến cho rất nhiều thần tượng rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần, căng thẳng tột độ mỗi khi biểu diễn. Video trên kênh Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.